Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay, cô chủ shop sẽ test chiếc quạt Nationa Sơn Đình để gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại Bến Tre. Anh đã liên hệ với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh để chốt chiếc quạt này và hình thức vẻ đẹp của sản phẩm thì còn cực kỳ là đẹp. Zin. Và sau đây cô chủ shop sẽ thông báo để quý khách hàng quan tâm kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh biết những sản phẩm gì về trong ngày và những sản phẩm gì còn lại bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì vẫn có rất nhiều những chiếc quạt VIP để cho quý khách hàng lựa chọn. Điển hình như những chiếc quạt hàng tuyển chọn giá trên 10 triệu, những chiếc quạt lửng, những chiếc quạt bàn trên 10 triệu cũng có. Và bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì vẫn có những chiếc quạt hàng VIP nguyên thùng đây ạ. Đây ạ. Rất nhiều những sản phẩm để quý khách hàng có nhu cầu đặt hàng thì có thể chốt đơn với những chiếc quạt Nhật nhé. Sử dụng những chiếc quạt Nhật rồi thì các bác mê luôn. Cửa hàng xin khẳng định là các bác mê luôn. Tại sao mà nó lại êm, nó mát và giá trị nó đắt hơn những chiếc quạt rẻ tiền, cũng như là những chiếc quạt mà Việt Nam hoặc là quạt tàu ấy, rẻ tiền hay là đắt tiền thì đều ồn và rất là không ok. Nhưng những chiếc quạt Nhật mà các bác chỉ cần dùng một chiếc thôi, từ rẻ nhất đi các bác ạ, nó cũng cho các bác chất lượng tuyệt đối, cũng như là độ mát sâu, êm. Và khi chúng ta sử dụng những chiếc quạt này thì nó không có tiếng ồn, rất êm nhá. Vâng, đây là chiếc quạt và vẻ đẹp của chiếc quạt cô chủ shop cũng đã gửi hình cho bác khách hàng có địa chỉ tại Bến Tre rồi. Latiana, với công dụng của những chiếc quạt này thì vừa là quạt mát và cũng rất là đẹp. Còn những chiếc quạt mà các bác sưu tầm đắt hơn trên 10 triệu thì bên cửa hàng vẫn sẵn hàng để cho các bác lựa chọn đây ạ. Đấy, đây là những chiếc quạt khá là cao tiền. Nó là dòng La Vương và nó tùy theo độ đẹp và độ mới của sản phẩm nhé. Còn chiếc quạt của ngày hôm nay có mức tiền tầm trung thôi. Cô chủ shop xin gửi cho anh khách hàng có địa chỉ tại xã Phước, huyện Rồng Trôm, Bến Tre. Đây là địa chỉ khách hàng viết sẵn, cô chủ shop chỉ cần sao chép lại thôi. Anh có chốt chiếc quạt Nationa này và bác có chốt một chiếc nguồn để cắm ngoài này, một chiếc nguồn hình tròn bằng cái xuyến đấy nhá, để sử dụng được. Và những chiếc nguồn đó thì các bác sử dụng được cả những chiếc máy lọc khí luôn. Vâng, đây chiếc quạt này thì nó có chiều cao là 85cm và sải cánh 30, và giá thì rất là ok, mấy triệu đồng một chiếc quạt này thôi. Nhưng các bác sử dụng được chiếc quạt này thì cực kỳ là êm. Cô chủ shop sẽ test để quý vị và các bạn có thể xem này. Rất mát nhá. Khi các bác mà sử dụng điều hòa thì các bác chỉ cần bật cho em số 1 thôi, rất là êm luôn. Số 2 này. Số 3 này. Nó có tiếng gió nhưng mà nó rất êm, nó không rào rào như những chiếc quạt hàng tàu hoặc hàng Việt Nam, hàng rẻ tiền đâu. Vâng, vậy cô chủ shop xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh khách hàng có địa chỉ tại Bến Tre. Vâng, anh khách hàng này thì cũng được một bác khách hàng hôm trước chốt bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh một chiếc đài Latiana RX 7000. Và trong ngày hôm nay thì cửa hàng cũng mới gửi hàng cho hai anh khách hàng có địa chỉ tại Bến Tre. Các anh sẽ nhận hàng sớm nhất trong những ngày tới, bởi vì hai hôm vừa rồi nhà cô chủ shop có việc nên là chưa kịp đóng hàng cả chiếc đài cho bác khách, bởi vì cô chủ shop chờ hai cuốn băng về, ghi băng xong cho bác thì cô chủ shop mới gửi hàng cho bác, nên là tiện chuyến ngày hôm nay, ngày đầu tuần thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023, cô chủ shop gửi hai sản phẩm cho các bác luôn tại Bến Tre nhé. Vâng, vậy clip này cô chủ shop xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo ạ.